Sữa rửa mặt rau củ màu xanh đang là sản phẩm siêu hot trên thị trường. Không phải ai cũng biết được nó hiệu quả đến mức nào và công dụng tuyệt vời khi sử dụng sản phẩm này là như thế nào. Chính vì vậy, trong video này, shop giúp bạn trẻ đẹp bên mình sẽ nói về những công dụng tuyệt vời dòng sản phẩm sữa rửa mặt rau củ màu xanh đang nổi đình đám này nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Sữa rửa mặt rau củ màu xanh là loại sữa rửa mặt phổ biến, được nhiều các tín đồ làm đẹp lựa chọn nhất. Loại này giúp dưỡng ẩm và làm dịu da rất tốt, nên sẽ phù hợp với các bạn sở hữu làn da dầu hơn là da nhạy cảm, da thường và da khô. Với các bạn da nhạy cảm, da thường và da khô khi rửa loại này sẽ dễ bị khô căng, hơi rát, tốt nhất nên chọn hai loại còn lại thì sẽ phù hợp hơn nhé. Sữa rửa mặt rau củ màu xanh có thành phần được làm từ 10 loại rau củ quả như quả bơ, trà matcha, lá diếp cá, lemon, có công dụng làm sạch tận sâu trong lỗ chân lông, loại bỏ bã nhờn và vi khuẩn, kháng viêm và ngăn ngừa mụn. Với sữa rửa mặt rau củ màu đỏ nổi bật với thành phần được chiết xuất từ quả lựu quả cà chua, quả cà rốt nhờ vậy giúp da trắng sáng, dưỡng ẩm, chống lão hóa, giúp da luôn căng mịn. Cuối cùng là sữa rửa mặt loại màu tím. Sữa dĩ có màu tím vì thành phần chính là cà tím, việt quất, củ dền. Nhờ những thành phần này nên sản phẩm có tính chống oxy hóa cao, cấp ấm và giúp da căng mịn đàn hồi, bóng mượt như gái Hàn. Loại này được khuyến cáo dùng cho da khô và da dễ dị ứng các thành phần cấu tạo nên ba sản phẩm trên đều được chiết xuất 100% từ thiên nhiên. Đây cũng là điểm nổi bật và thu hút của dòng sản phẩm này, khiến cho các bạn nữ Hàn Quốc vô cùng ưa chuộng và thậm chí đã tạo thành một cơn sốt sữa rửa mặt rau củ quả với công dụng ba trong một thần thánh. Sữa rửa mặt rau củ hoa quả hiệu quả tốt nên bị làm giải nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán sữa rửa mặt rau củ hoa quả hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.